Chào các bạn, tôi làm cái clip này để trả lời anh học viên này cũng hỏi cái câu hỏi này cũng tới 3 lần rồi, tôi cứ quên rồi, chần chừ ra là nó cũng hơi ngại. Thành ra là hôm nay thì đầu năm chưa có việc gì làm này để trả lời, thì anh hỏi là cái bài ảo ảnh cái clip này thì tôi chơi như thế nào. Thì cái bài này tôi đã chơi cái này 2 năm và thường thì tôi chơi xong rồi tôi quên luôn, nên ra là tôi phải bật tôi nghe lại. Thì nó nói như thế này, tôi không nhớ chính xác rồi tôi đã nghĩ như nào, mà thông thường thì nói như thế này là lúc đầu các bạn thấy là cái câu bass thì cái đó là cái thông tin, tôi nghĩ là đó là tất cả những cái gì tôi nghĩ trong đầu. Tôi không biết là các bạn nghĩ các bạn chơi như nào, nhưng mà đối với tôi thì bao giờ cũng là cái bên trong nó quan trọng hơn cái bên ngoài. Thật ra cái bên ngoài tôi chơi ra nó chỉ may mắn lắm thì nó được một phần, khoảng 6 7 phần của cái mà mình nghe bên trong thôi. Cái mà bên trong nó mới là cái chủ yếu đó, cho nên là và mình tìm cách mình chơi cái bên trong ra nó như thế nào. Cho nên là tại vì cái anh học viên thì hỏi là không biết là chơi bằng cách nào, thì tôi không thể chỉ là cái nốt này nốt kia, bởi vì tôi nghĩ cái đó nó vô nghĩa. Cái quan trọng là cái bên trong mình cảm nhận á, mình cảm nhận như thế nào, và cái đó nó phải là cái kim chỉ nam, và cái nó luôn luôn là tiếng Anh nó gọi là drive the bus, tức là cái mà nó gọi là nó dẫn dắt mình. Đó. Thí dụ nha. Thì cái đó nó phải luôn luôn là nó phải vậy. Ba đi đa ba đa ô a đi đa đâu đa đi ba bên đường đi đa ô đa ba ba bên đi đa đê đi ba đa đi đa đi đi ba a đi 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 ba a đi 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 ba a đi 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 ba đa đô đi đa đi ba đa chú đa 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 ô đa đi ba đa chắc cả đi đa thì cái đó là cái ở bên trong của mình. Tất nhiên khi mình chơi ở bên ngoài có thể nó không được như vậy, nhưng cái vấn đề là khi các bạn chơi các bạn nghe đấy, thí dụ như là ít nhất là tôi phải sướng được cái đó. Không, không bao giờ mà tôi bật cái này cho bạn, không bao giờ mà tôi chơi một cái gì mà bên trong mình không có cảm nhận được. Nên thông thường là mình chơi chỉ nó không hoàn toàn nó được những cái mình cảm nhận. Cái nhiều khi cảm nhận bên trong mình rất là nhiều, nhưng vì cái kỹ thuật của mình hạn chế và thế này thế kia phải không, thì nó chỉ được một phần thôi đó. Thì tóm lại cái chìa khóa mà bạn cần giải quyết theo tôi, theo phương pháp của tôi, là cái bạn cần phải nhận thấy bên trong,
cũng như toàn bộ cái phương pháp của tôi là cái mà các bạn phải nghe được ở bên trong và các bạn chơi ở bên ngoài. Nó sẽ tốn thời gian chắc chắn rồi, vì theo tôi cái âm nhạc là cái bên trong đầu các bạn. Một khi cái bên trong các bạn không có, bên trong các bạn trống rỗng, các bạn không thể chơi được gì cả. Đó là cái quan điểm của tôi đó. Còn tất nhiên thì người ta có thể có phương pháp này cả với cái quan điểm này quan kia đó, thì bởi vì anh bạn học viên anh hỏi thì tôi trả lời như vậy, cho nên là thì tôi sẽ để cái link phía dưới cái bài này, bởi vì tôi chơi đã cách 2 năm rồi, thì để các bạn có thể tham khảo ha. Thì bạn chắc cũng bạn biết đến đủ bạn đã ở trên da đẹp bạn cùng bạn cắt da cùng bạn cái gì chắc còn vài trang giấy bỏng bạn thì đâu bạn đã được chiều mực xanh còn đây bạn cắt chi tiết cho như bạn chắc có đi dù bao đời bỏng bạn cái đó à bạn bạn vẫn nói cười mây thành khói cũng xem như không mà thôi. Rồi, đại loại là như vậy. Cảm ơn các bạn.